Hay anh lại ăn? Sao lần này anh lên công ty anh thấy mày đang ăn đấy, đã mãi không chán à? Anh không biết là ăn cũng là một cách để vơi đi nỗi buồn à? Mày đi buồn cái gì? Em buồn ngủ. Miêu 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 miêu, mua gì không? Xin một lốc. Chị Thò ạ. Gì? Chị biết chị với cái cốc khác nhau điều nào không? Điều gì? Cốc thì dễ vỡ còn chị dễ thương. Thế mày có biết là mày với cửa sổ khác nhau điều gì không? Điều gì? Đến cửa sổ còn có cửa, còn mày không. No. Đó ơi, chị làm gì đấy? Ta đang ăn thịt nhưng không thấy à? Mà cả rồng mày hút máu, ăn thịt sống, sao lại ăn thịt chín? Thời đại 4.0 rồi. Đang có răng đâu. Mà cả rồng ăn thịt chín, mấy mẹ cái gì hết ta đi. Ăn thịt chín rụng răng hết rồi à? Thành phố thì ô nhiễm vì bụi, còn tao sắp ô nhiễm bởi hơi thở của mày đấy Tùng ạ. Ăn mắm tôm sao không bằng răng cả thối chứ. Tao có súng á. Tao nói bắn là tao bắn á. Tao bắn thật á. Bắn thật á. Tên nào? Mày có tin không? Tao bắn thật á. Bắn thật đấy. Không tin à? Mẹ về à? Sao mày lừa tao? Em lừa anh cái gì? Sao mày lừa tao? Mày lừa tao, mày còn chối à? Hả? Em liên quan gì không hả? Mày còn chối nữa à? Mày điên à? Anh điên à? Anh diễn kịch bản ngày mai. Nhập tâm quá gì khó khăn thế. Khó tính thật đấy, diễn suốt rồi bây giờ quên à? Ai trưởng? Anh điên à? Mày lừa tao à? Mẹ ơi. Mẹ ơi. Chết chị, em có bằng chứng rồi đấy. Anh cho nhiều tiền đấy, 250 hôm trước nợ trả đó. Kinh nhở, hôm nay Tùng nấu ăn cơ đấy. Làm gì đấy? Ui, sao đấy? Em bị thương rồi. Sao không? Bị thương gì đấy? Em bị thương chị. Chị đang uống trà sữa à? Không, ta đang uống thuốc trừ sâu. Chị đang selfie à? Không, ta đang nghe điện thoại. Chị đang đeo bông tay à? Không, ta đang đeo vòng tay. Chị ơi, đó là con cháu bông à? Không, đây là con củi đánh mày đấy. Ê Tùng ơi, tại sao ngoài kia bao nhiêu cô gái xinh đẹp mày không thích mà lại chỉ thích mỗi chị? Nhỉ? Quay thôi. Quay xinh à? À xinh à? Ừ, xinh à, chị sợ ăn cỏ. Cười đi, cười. Cái tươi ấy, cái tươi. Ăn đi chị. Ngon không? Ngon. Ngon không không? Ngon. Em liếm rồi đấy. Càng ngon. Càng ngon. Xin chào, em có người yêu chưa? Chưa có người yêu à? Xinh gái ê. Yêu anh không? Có yêu anh không? Em không biết. Ừ. Thích không? Mua nhá. Tự kiếm tiền mà mua. Ơ Tùng kìa. Đây làm sao đấy? Mặt mũi bí xị này. Em buồn quá. Sao lại buồn? Em hết tiền. Em rủ bạn em đi ăn. Nó không đi. Nó còn đánh em chứ. Sao lại đánh? Rủ đi ăn mà lại đánh á? Mày rủ nó đi ăn gì?